Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày 14 tháng 3 và ngày 15 tháng 3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng các tỉnh ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió đông cấp 5. Sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Nam Biển Đông, bao gồm các vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1m đến 2m. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa rải rác, khu Tây Bắc đêm mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ C, Tây Bắc có nơi trên 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 đến 26 độ C, phía Nam 26 đến 28 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Miền Đông 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng oi bức, không mưa. Chỉ số UV tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức nguy cơ gây hại cao, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!